Nguyên nhân dẫn đến viêm lộ tuyến cổ tử cung bạn đã biết. Khi nói về nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng viêm lộ tuyến cổ tử cung của chị em phụ nữ chúng mình thì nó có rất nhiều nguyên nhân chị em ạ. Nhưng mà chị em hãy cùng Thanh đi đến mặt một số nguyên nhân chính nha. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó chính là chị em chưa biết cách vệ sinh vùng kín một cách khoa học. Có nhiều chị em thì vệ sinh chưa được sạch sẽ, nhưng có những chị em thì sạch sẽ quá mức, gây nên tình trạng mất cân bằng hệ vi khuẩn ở trong AD của chị em. Nguyên nhân thứ hai đó chính là QH không an toàn. Nhiều trường hợp thì QH một cách thô bạo, nhiều trường hợp thì lại QH với nhiều đối tác, gây nên cái tình trạng viêm nhiễm. Nguyên nhân thứ ba đó là lây lan qua đường QH. Nguyên nhân thứ tư đó là do sự can thiệp của các thủ thuật y khoa ảnh hưởng đến cổ tử cung. Nguyên nhân thứ năm là sảy thai, nạo hút phá thai. Thì em Thanh vừa chia sẻ với tất cả các chị em về 5 nguyên nhân chính dẫn đến cái tình trạng viêm lộ tuyến cổ tử cung. Hy vọng sẽ giúp ích cho chị em một phần nào về hiểu biết về cái tình trạng viêm lộ tuyến cổ tử cung của chị em chúng mình nha.